Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft Bisemon siêu cấp. Và các bạn ơi, cuối cùng mình cũng đã gặp lại được Kyuregod rồi. Trời ơi, tính ra mới ra đây đứng hóng thôi các bạn là Kyuregod đã xuất hiện rồi á. Hôm nay có vẻ nhân phẩm mình khá là cao đây. À thôi được rồi, nếu mà gặp Kyuregod thì tất nhiên chúng ta cũng phải bắt ẻm về đội chứ. Lúc trước đáng lý ra là mình có Kyuregod rồi đó, chẳng qua là mình tái mái chân tay các bạn. Mình đưa ẻm cái blue orb cái là ẻm biến thành Kyure thường luôn à. Cay thật sự. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cho Articuno cấu rỉa máu Kyure một xíu ha. Bây giờ không biết ổn hay không đây. Ok, có vẻ là... Ôi trời, Kyuregod phản đam rất là gắt các bạn ơi. Không sao, Articuno cũng sắp làm được rồi các bạn. Thêm một đòn Hurricane nữa nè. Ok, cẩu rỉa máu rất là tốt nha. Rồi, bây giờ sẽ tới lượt mình tung Deep Bone để chúng ta chinh phục Kyuregod ha. Không biết có thành công hay không đây các bạn ơi. Lúc trước mình bắt Kyuregod rất là nhanh luôn. Ui, lần này có vẻ không nhanh lắm các bạn à. Có đềm nha. Lại coi. Ý, cái gì á? Kyure tự làm hại mình. Oh no. Cái vụ gì mà tự làm hại nó đây? What the heck? Bình tĩnh chứ. Mình mà không để ý thì chắc hồi nãy Kyure tự đánh xong rồi tự xỉu luôn rồi. Hên. Bây giờ mình phải cấu rỉa máu Kyure lại cái ha. Đó. Tự làm hại mình nữa cơ. Ây da. Vậy thì hơi khó cho mình trong việc chinh phục nha. Nhưng không sao, mình sẽ kiên trì một xíu. Thôi, mình không dùng Deep Bone mà mình dùng Heavy Bone thử xem. Biết đâu Heavy Bone thì lại hiệu quả với Kyuregod thì sao? Đó. Ui, suýt được. Nếu mà thành công đưa Kyuregod về đội thì số lượng Pokemon hình dạng God của mình sẽ lên con số 5 nữa các bạn. Sắp full một cái đội hình rồi. Phải cố lên mới được. Hy vọng hôm nay chúng ta sẽ may mắn và hoàn thành cái đội hình Pokemon God đầu tiên ha. Ok, nhưng mà trước mắt thì phải bắt cho được Kyure cái nè. Nãy giờ không có thành công xíu nào hết. Ồ, thất bại liên tục luôn các bạn ơi. Đấy. Ôi. Trời ơi, đang chinh phục Kyuregod thì Gigadot lượn lờ ngang các bạn ơi. Ây da. Trời ơi, cay thế nhờ. Ôi, còn có Kyuregod cái bên nữa. Quá nhiều thứ xung quanh mình. Nhưng mà cái vấn đề vẫn là chưa có chinh phục lại được Kyuregod các bạn. Ồ, cay thật sự luôn á. Mình xà quần đây cũng mấy ngày trời rồi mình chưa có bắt được ẻm này. Phải làm sao. Ê, đây rồi. Cuối cùng Kyuregod cũng đã bị đội của mình rồi. Yeah, thành công rồi các bạn ơi. Chúng ta đã sở hữu lại Kyuregod. Và ở đây có boss nữa ta. Chưa. Hay là mình sẽ bắt Gigadot trước nhờ. Ừ, tại vì Gigadot mình cũng chưa sở hữu á các bạn ơi. Ok, quyết định vậy đi ha. Ui mày ổn không ta? Tấn công Gigadot luôn sợ em knock out quá. Thôi, để mình chọn phương án an toàn hơn á. Là mình sẽ dùng Scissor để chúng ta phone sweep Gigadot. Hả? Rồi sau đó thì mới quay qua đánh boss Kyure ở phía sau. Vậy là hợp lý. Đó, Caesar làm rất tốt công việc cấu máu nha. Tung Deep Bone nè. Đừng có như Kyure nha trời. Mấy ngày trời mới chinh phục được đó. Để coi Gigadot. Ý, Gigadot dễ tính hơn các bạn ơi. Một phát ăn luôn rồi. Dạ. Rồi giờ tới lượt của Charizard boss nè. Ủa lộn. Tiếp theo sẽ tới lượt của Kyuregod. Không biết là đội hình hiện tại có đủ để chinh chiến hay không đây. Mình cũng đang hồi hộp nha. Ồ, Zacian God quẩy rất là tốt các bạn ơi. Ê. Trời, Kyuregod phản đam cực gắt luôn. Thôi xong rồi. Ừ, hay lắm Charizard. Charizard đã làm boss Kyuregod tê liệt rồi các bạn. Nhưng mà liệu rằng những thành viên khác có đủ sức để đánh bại Kyure hay không? Hồi hộp nha. Ồ, có vẻ là ổn nha. Articuno đang liên tục tấn công cơ.
Ý, nhưng mà bị phản đam thì không chịu nổi. Rồi luôn rồi. Kêu Regot của mình thì cũng gây đam nè. Cố lên. Ừ. Mới về đội mình đem ra quẩy luôn các bạn. Ây. Gắt vậy. Kêu Regot đánh Kêu Regot mình trọng thương rồi các bạn ơi. Giáp đó thì chưa có kỹ năng tấn công hệ điện. Vậy mới khó đấy chứ. Sao giống như sắp thua tới nơi vậy ta? Chỉ còn mỗi Blaziken thôi đó. Ui. Trời, không thành công rồi. Ê. Rồi luôn. Thất bại rồi. Rồi, boss đi đâu mất tiêu luôn rồi các bạn à. Cay thật. Thua boss với lượng máu là 3%. Trời ơi. Xíu nữa là làm được rồi. Thôi không sao. Lâu lâu dắt mèm Pokemon đi ăn hành xíu cũng được các bạn. À, mà bạn nào có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong Love Fruit, Refi, Unit Tower Defense thì có thể nhấp vào đường link mình để dưới phần bình luận nha. Vậy là sắp tới mình chỉ cần kiếm thêm một Pokemon ở hình dạng God nữa thôi là chúng ta sẽ có full đội hình God luôn nha. Quá đã. Ừ, mà hồi nãy mình có bắt được Gigadot đúng không? Nên là mình sẽ tìm đá Mega cho Gigadot cái đã. Mình nhớ là mình có đó. Đây đây đây, đá Mega của Gigadot đây. Đưa Gigadot ra, trang bị vô. Đấy, vậy là bây giờ Gigadot cũng có thể tiến hóa Mega được đó nha. Chuẩn bị nè. Đói. Chất lự liền. Khi Mega lên thì em sẽ mang hệ bóng tối á. Chắc là sẽ mạnh hơn rất là nhiều đó các bạn. Nhưng mà bây giờ thì cấp hơi thọt một xíu á, nên có thể mình cần luyện cấp thêm á. Còn công việc của mình trong ngày hôm nay thì chắc là sẽ có một chuyến khám phá tới vùng Taiga các bạn ơi. Bữa giờ mình đi khám phá, mình cũng nhặt được thêm một mớ những cái được gọi là DNA Splicer. Cái này thì dùng để chúng ta hợp nhất Kyurem. Và Kyurem cũng là một Pokemon huyền thoại mình nghĩ cũng rất là nhiều bạn yêu thích bởi cái sự ngầu lòi đó nha. Được được, nghe tới sự ngầu là mình thấy cũng khoái khoái rồi đó các bạn. Ok, giờ thì đi thôi. Ủa, quên. Gigadot không biết bay các bạn ơi. Ừ. Mình phải cưỡi Zapdos với cả là lấy thêm một cái đội hình cái đã. Bữa nay mình sẽ dùng đội hình Advent đi ha. Kèm theo đó là Zizor chẳng hạn. Đó, để chúng ta có rỉa máu tốt hơn. Rồi, ok. Lên đường tới một cái cánh rừng Taiga gần nhà mình nhất thôi. Đây đây, chúng ta tới nơi luôn các bạn ơi. Ủa, cái này phải cánh rừng Taiga to lớn không ta? Ừ đúng rồi đúng rồi. Cánh rừng Taiga mà có những cái đất nâu nâu kia các bạn là chuẩn ha. Ok, việc tiếp theo là chúng ta sẽ chờ đợi sự xuất hiện của Kyurem thôi. Ủa, nhưng mà hiện tại thì mình chưa có gặp Kyurem lần nào hết. Ừ, nên là... Ủa mà khoan, hình như Kyurem không phải xuất hiện vùng này. Vùng này có một huyền thoại khác. Đó chính là cái em Pokemon rồng mà đen đen. Ừ, mình nhớ em là em rồng đen đen á các bạn. Có nhiên. Mà thôi cũng được, lỡ vô cánh rừng này thì chúng ta cũng ráng chờ đợi ha. Ủa, trời ơi, cái anh này núp ở đây luôn rồi trời ơi. Tí nữa là không thấy ảnh rồi. Ảnh có cái ba lô nè, mượn của ảnh luôn đi. Trong này anh cũng có ít vàng rồi ha. Cái này là hàng trưng bày cũng như là hàng tặng á các bạn. Nên làm vô anh tặng thì mình lấy thôi ha. Trong này còn cất nhau không? Thường chắc cái giường của anh thôi các bạn hết à. Lửa này nguy hiểm lắm. Thôi để mình dập lửa giùm ảnh luôn ha. Rồi, không cảm ơn tôi, không cần cảm ơn tôi đâu. Mình đi tiếp thôi các bạn. Tự nhiên như nhà thôi ha. Ý, phía bên này còn có cái đen gì nữa nè. Ú, được cái chứ. Để đáp xuống coi thử ha. Đây là Pokemon gì đây? Một em hệ bỏ các bạn ơi. Được thôi, chúng ta sẽ thử bắt em này ha. Đánh nhanh gấp gọn nè. Gà chơm, một hit ổn. Rồi, em còn cho mình để cái năng X-Season nữa chứ. Quá đã. Ultra Ball. Được không? Yeah, một phát ăn luôn. Ok. Ui, mình gặp em ngoài tự nhiên luôn nè. Ôi, tính ra cái em đó là hình như một Pokemon đặc trưng ở cái vùng này sao á. Gặp khá là nhiều bên ngoài ha. Được cái ta. Rồi, tiếp tục đi tìm Pokemon huyền thoại rồng đen đen thôi các bạn ơi. Ừ, mình quên mất tiêu cái tên của em. Nó tắt ngang mình quên mất tiêu rồi.
Nhưng mà không biết là em có xuất hiện hay không nè. Úi, em xuất hiện rồi, em là Z-Rom các bạn. Đúng rồi, Z-Rom nha. Ở đâu Z-Rom đâu? Xuất hiện ở ngay cái cánh rừng taiga này luôn nè. Where are you, Z-Rom? Rồi đúng rồi, mình gặp Z-Rom suy dinh dưỡng rồi các bạn. Đây là baby Z-Rom các bạn ơi. Wow, cute vậy. Trời, bình thường thì ngầu ác luôn. Nhưng mà đây là dạng baby nên là chỉ cute for my wear thôi. Thôi kệ em sao. Cute thì cấu rỉa rồi cũng về đội của mình thôi mà. Ôi da, các bạn thấy chưa, Z-Rom baby nhỏ mà có vỏ đánh Greninja mình ha. Muốn ná thở luôn kìa. Về về một em rồng điện, một em rồng điện cực ngầu các bạn ơi. Ủa cực kỳ cute chứ. Ôi trời, knock out luôn à. Gắt vậy fan, tấn công cái coi. Trời, Gigadot cũng bị ẻm knock out cái một mà. Thôi, phải nhờ tới Seesaw thôi. Không thôi một hồi Z-Rom baby lụm hết cả đội hình mình á. Gắt thiệt chứ. Ok. Nhóc Z-Rom này đã yếu máu rồi. Chúng ta sẽ tồn Ultra Ball. Ok, Ultra Ball làm được hay không đây? Trời ơi, quăng kiểu gì không biết, dính đầu cây luôn rồi kìa. Được không? Ui, hả? Được luôn các bạn ơi. Quay. Vậy là Z-Rom baby đã về đội của mình rồi. Wow, em rồng điện này có hai kỹ năng hệ điện luôn nha. Hai kỹ năng hệ rồng quá đã luôn. Dạ. Tuyệt vời các bạn. Ui, không ngờ lại nhanh tới vậy luôn á. Mình hơi bị bất ngờ luôn. Ok, và mình sẽ đưa Z-Rom baby ra coi, để chúng ta hồi phục cho ẻm á. Ẻm là rồng điện nên là đấy, có khả năng tạo ra sấm sét các thứ ha, nên cũng phải cẩn thận. Và bây giờ mình sẽ gắn trước cái này vô người ẻm đi. Để tiết kiệm slot các bạn. Và quan trọng hơn là hả? Em nhỏ xíu nhưng mà vẫn có thể đủ sức để cho mình cưỡi nha. Nè, trời ơi, cu te thiệt chứ. Đã quá các bạn ơi. Ok, bây giờ thì mình đã có được Z-Rom rồi, nên là chắc mình sẽ rời khỏi vùng này. Ôi nhưng mà khoan, trước hết thì để mình coi. Wow, đây là cái một cái hóa thạch của loài gì mà bự vậy. Ui, cái này là cái đầu nè, bên kia là hai cái sừng các bạn. What? Mình sẽ coi thử coi dưới này có dấu gì không. À không, dưới này đóng lỏng rồi các bạn ơi, không có dấu gì hết. 11 mình mà cần bột xương chắc qua đây là dùng chắc mấy năm chưa hết á. Ok, phía xa xa hồi nãy còn có cái đen đúng không? Được, ghé qua cái đen rồi chúng ta hẳn đi tiếp ha. Tiếp theo thì chắc mình sẽ tìm cái vùng băng á các bạn. Tại vì Kyurem thì sẽ xuất hiện ở vùng băng á. Và đây là một em mang xong hệ điện và thép nè. Được, vô luôn Z-Rom baby. Mình sẽ cho em quẩy một xíu ha. Đối thủ là Togedemaru. Cute vậy. Rồi, làm nhẹ vuốt rồng đi. Ui, cực gắt nha. Sẵn luôn. Và coi chúng ta có thể bắt được cái nhóc cute này không. Ultra Ball. Được không? Được luôn. Dạ. Có lý các bạn ơi. Hôm nay là lúc đầu mình hơi xui thôi, chứ bây lúc sau là mình bắt đầu hên lại rồi đó các bạn à. Úi. Úi trời. Úi, trong cánh rừng này còn có em cá sấu gì kìa. Hả? What? Đây là Feraliga. Một em cá sấu nước. Được đấy. Cấp mấy vậy? Này không đi. 41. 41 mà để Z-Rom ra đánh thì sợ em chịu không nổi. Thôi, để Gigadot đi. Kèo này Gigadot mình ngang sức nè. Vô ha. Cấu rỉa nhẹ cái đi Gigadot. Ok. Ôi nhưng mà thôi, đánh gì thì cũng hơi lâu đó. Mình sẽ mega cho em đi ha.
À, để ngầu hơn, đánh nó cũng thốn thốn hơn các bạn ơi. Ui da, bị đánh thêm một hit rồi, mà không sao, đúng là ngang tài ngang sức á các bạn. Hai bên đánh qua đánh lại mà không có thốn bao nhiêu máu trơn á. Ok, chắc mình sẽ cho Gigadot cấu rỉa thêm một đòn tackle nữa, rồi chúng ta sẽ tung bóng chứa ha. Ok, tung một cái quả gì đây, mình nghĩ là Ultra Ball các bạn. Em này thì chắc Ultra Ball là hợp lý nè. Để coi, được không đây? Ui da, không hợp lý rồi. Lại coi. Chả nhẽ dùng Ultra Ball bắt được Zekrom mà không bắt được em cá sấu này sao? Mình không tin đâu. Lại nè. Đó. Ê, trời ơi, em này lì ta. Lậm em cái nữa coi. Lì, dám lì hả? Dám lì giữ Gigadot nè. Sợ chưa, sợ chưa? Về đội anh đi, không thôi là Gigadot lụm đó. Ok, hù dọ xong rồi các bạn, lần này chắc được thôi. Ê, vẫn không? Thiệt luôn, nhân phẩm mình sao các bạn? Bắt huyền thoại thì nhanh hơn cả bắt Pokemon thường nữa. Không hiểu luôn. À ha, nó tính hả cưng? Thì cũng về đội của anh thôi. Cá sấu này. Rồi, ok, xong rồi các bạn. Chúng ta có thể cưỡi Zekrom Baby và tiếp tục thẳng tiến. Ủa, lộn lộn, cái này là Gigadot mà. Zekrom đây mới đúng. Ok, thẳng tiến tới vùng băng thôi. Mình nhớ lần trước á, mình tìm một cái vùng sa mạc nó cũng gần cái vùng băng lắm các bạn. Nhưng mà không biết là nó có cạnh cái chỗ băng nén luôn hay không á. Ừ, cái cạnh chỗ băng nén thì hay biết mấy. Ủa, phát, đây là Raichu hay sao các bạn ơi? Cái đuôi này chắc là Raichu rồi. Wow, được nha, được nha. Mình sẽ cho Zekrom ra trận coi. Ui, chuẩn luôn, Raichu này các bạn. Uầy. Ok, với Raichu thì Zekrom vuốt rộng nè. Để xem có rỉa được nhiều máu không đây. Ồ, nửa cây máu các bạn ơi, rất tốt ha. Và có hai lớp khiên của Raichu thôi. Mình nghĩ đồng đội sẽ làm được á. Ok, lượt tiếp theo thì Zekrom chỉ cần knock out Raichu là được á. Vuốt rộng thêm cái nữa. Yeah, rất nhanh thôi các bạn ơi. Và chúng ta có thể tìm được thêm bạn cho Pikachu hay không đây. Một cái Ultra Ball rất thích hợp với màu của em luôn nha. Được không? No. Ê, no. Hợp màu đó nhưng mà không hợp gì á rồi. Ừ, em không chịu về đội mình rồi. Chắc tại Zekrom đen các bạn nên là nhân phẩm mình giờ cũng đen theo rồi. Đổ thừa cho em xíu. Thôi nói chứ giờ thì chúng ta đi tới vùng khác đi ha. Ông Liên Thiên ở vùng này nữa. Chúng ta lên đường thiệt nè. Hy vọng là trên đường đi mình sẽ gặp thêm nhiều Pokemon mới nữa ha. Ê, hình như tới rồi các bạn ơi. Ui, chuẩn rồi. Chúng ta đã tới cái vùng băng nén rồi nè. Let's go. Mình cần vô mấy chỗ trung tâm xíu nha. Ủa, sao cái này nhỏ vậy? Ừ, khu vực băng nén ở đây đúng nhỏ luôn các bạn ơi. Có đúng cái gò này à. Oh no. Ôi, kìa kìa kìa, bên kia có vẻ là to hơn rồi kìa. Phải vậy chứ, ui trời, còn có boss đây nữa. Đây là Metacross Epic các bạn ơi. Hay à, kèo căng đấy. Ờ được, chúng ta sẽ lựa chọn Garchomp Advance. Ý, nhưng mà khoan, hình như mình chưa có đeo dòng Dynamax vô. Đúng rồi, có gì Dynamax cho Garchomp Advance đâu chứ. Alright, tấn công nào Garchomp. Đại đôi mắt lên cái nhẹ nè. Ok. Trời trời trời, Metacross có vẻ là cũng không phải dạng vừa đâu nha. Quánh ngay chơi Metven của mình cũng hơi gắt đây. Ổn không ta? Úi dồi, rồi rồi rồi, hết đôi mắt rồi, teo lại rồi các bạn ơi. Liệu rằng úi, đây rồi, đây rồi. Có lý các bạn ơi. Thêm một đoạn nữa thôi. Cố lên nào Garchomp. Đấy, Garchomp lâu ngày ra trận vẫn gánh tem được các bạn ạ. Wow, và mới tới đây thôi mình đã có được cái viên đá Mega đầu tiên rồi nè. Đó chỉ là viên đá Mega của Metacross ha. Sau này kiếm thêm Metacross nữa là đẹp các bạn ơi. Và ở vùng băng thì cũng có rất là nhiều Pokemon mới ha. Đây nè, Bulmite. Chắc này không biết còn tiến hóa được không á. Thử cho Gigadot đánh nhau với em tí đi. Được thì bắt em luôn.
Nói chung thì tới vùng đất mới thì mình sẽ ưu tiên kiếm thêm vài người bạn mới về ha. Đó, từ như vậy thì cái máy tính của mình 11 sẽ đa dạng rất là nhiều Pokemon ở các vùng luôn. Rồi, tôi một quả Ultra Ball và xem coi có chinh phục được ẻm hay không. Ú, được nè. Dạ ha, ẻm cấp 35 rồi. Ồ, vậy thì nếu mà cho ẻm ăn thêm một ít kẹo thì sao ta? Mình còn ít kẹo đây nè. Ok, 36, 37. Ủa, ẻm không tiến hóa ta hay là phải lên cấp ở trong cái vùng này luôn nhờ? Thử vô đây coi. Ui, cũng không tiến hóa luôn. Lạ nhờ. Rồi luôn rồi, vậy mình thất bại trong việc giúp ẻm tiến hóa rồi các bạn ơi. Thôi không sao, giờ thì mình đã tới cái vùng băng nén này rồi, thế nên là chúng ta sẽ đi tìm huyền thoại ở cái vùng này ha. Đó chính là Kyurem, để mình còn kết hợp với cái DNA Splicer này cùng với Zekrom Baby. Ui, nhưng mà không biết sự kết hợp đó có biến Zekrom của mình trở về hình dạng bự chà bá lửa này không á, hình dạng ngầu này nè. Ê, đánh đổi nha các bạn, cái này mình nói trước nha, lỡ xui gửi mà kết hợp xong cái ẻm bị đột biến em bự chà bá lửa giống như bình thường thì chúng ta sẽ không còn thấy diện mạo cu te này nữa. Thôi nói chung thì phải liều thôi các bạn. Rồi trong này giấu gì đây, tự nhiên có cái chỗ giống như nhà ngục vậy, what the heck. Ơ kìa. Hả? Ôi trời, còn có spawner nữa. Hả? Phía đằng này là... Ôi, cái đuôi này Kyurem Advance. Ui, nhưng mà đây lại là dạng boss. Ui, tính ra mình đang tìm Kyurem bình thường luôn á. Trời, ở đây cũng có boss huyền thoại luôn hả? Ui kìa. Wow, ngầu ác luôn các bạn ơi. Ui, một xíu nữa mình mà kết hợp Kyurem với cả Zekrom là cũng ngầu gan vậy đó. Nhưng mà không biết có ngầu giống vậy không á. Ý, trời, sấm chớp đùng đùng nữa. Quay kèo căng các bạn ơi. Kèo này là phải thử sức mạnh của đội hình của mình thiệt rồi đó. Ok, đây là boss cấp độ Legendary ha, nên là dự cũng sẽ hơi khó khăn đấy. Rồi, đầu tiên là Dynamax trước để kiếm thêm máu các bạn. Ok, chịu nổi một hit của Kyurem Advance nha. Nhưng mà phản đòn. Yêu, phản đòn lại không bằng. Boss đánh gắt hơn nhiều các bạn ơi. Rồi, khó rồi. Chúng ta chỉ kéo rẻ được cỡ 30%+ máu thôi. Wow, cái đội hình của mình hiện tại đang không đồng đều cấp nữa chứ. Căng thật rồi. Ừ, Staka chịu nổi một hit. Phản đòn. Ok, cũng kéo rỉa được cỡ 30%+ máu nha. Có lý nha. Yêu, nhưng mà đó là toàn bộ những gì Staka Event có thể làm được. Tới lượt Greninja thì sao? Yêu, không có kỹ năng hệ băng rồi. Ây da, căng thật rồi các bạn ơi. Greninja thì không chịu nổi sức mạnh của Kyurem Advance. Zekrom thì sao? Zekrom baby, em nhỏ xíu và mới cấp 71 thôi. Đối mặt với Kyurem chà bá lửa và ngầu này thì có nha. Vuốt rồng. No. Nhóc Zekrom ăn hành rồi các bạn ơi. No. Dự là cả đội hình sẽ không chống lại nổi Kyurem rồi. Ây da, chắc là mình phải thêm thành viên các bạn. Ừ, tạm thời Gigados kèo này hơi khó ha, nên mình sẽ đưa vào. Và mình sẽ thêm vào đó là Zacian. Zacian God hay là Zacian Fusion vậy ta? Thôi, mình dùng Zacian God đi. Articuno cũng sẽ là một lựa chọn mình ưu tiên ha. Ok, thử thêm hai thành viên này coi kết quả có thay đổi hay không á các bạn. Mà ngắm đi ngắm lại vẫn thấy Kyurem dạng Advance này ngầu hết các bạn. Nhìn chất thiệt luôn á. Phải chi đây là Kyurem bình thường thì nhất định mình sẽ bắt cho bằng được á. Ok, rồi, và hiện tại kèo đấu vẫn đang diễn ra các bạn ơi. Có vẻ cũng khá là cân nha. Jason đang dùng Moonflash để tấn công Kyurem Advance.
nhưng mà không si nhê lắm. Ừ. Close combat thì sao? Ồ, close combat có vẻ là tốt hơn nè các bạn ơi, hiệu quả hơn. Wow. Được đó ta. Gán thêm một lần nữa đi, Zazen. Đấy nè. Rồi, đó là tất cả những gì Zazen có thể làm được rồi các bạn. Chúng ta sẽ nhờ tiếp những thành viên khác như là Articuno Phượng Hoàng Băng Huyền Thoại. Để xem, Dynamax lên luôn, cho cẩn thận. Ok, chịu nổi nha. Chuẩn bị nè. Uyo. Ủa, ê khoan. Từ từ, sao kỳ vậy? Có gì đó sai sai rồi. Không knock out nổi Kyurem Advance các bạn ơi. À, cha nhẽ thua luôn sao trời. Đào hố đi. Ôi trời, ga chôm chưa kịp đào hố nữa các bạn ơi. Thôi xong rồi. Trông cậy vào Staka Staka ném đá nha. Hên quá. Ném đá đi Staka Staka. Hey, let's go. Chúng ta đã chiến thắng được Kyurem Advance Boss Legendary rồi các bạn. Ui, chúng ta lại có cơ hội chạm trán với một Pokemon siêu cấp mới rồi. Dạng Advance luôn mới đã chứ. Ồ, đội hình Advance của mình hiện tại cũng không có nhiều lắm các bạn ơi, mới có 3 thành viên thôi. Nãy mà kiếm được thêm Kyurem Advance đó thì ha, ba cháy bò chét rồi. Ồ, đây có trainer nữa nè. Ồ, được đó, được đó. Cơ hội để cho Gigadot luyện cấp nha. Ok, ok, bắn tùm lum luôn, quá dữ, Gigadot ơi. Đấy, úi, trainer kia có một Pokemon à. Ồ, Gigadot học được Hurricane. Được ta, được ta. Ờ, nhưng mà cũng đã 2 ngày trôi qua rồi nhưng mà mình vẫn chưa tìm được Kyurem các bạn ơi. Mới gặp được Kyurem Boss thôi. Có gì đó sai sai nhờ. Chắc phải đợi thêm vài ngày nữa coi coi có tiến triển gì không á các bạn. 3 days later. Ủa? Ê, đằng này là Kyurem nè. Ui, chuẩn rồi. Ê, sao không có cái thông báo hết trơn vậy? What the heck? Ê, nhưng mà cuối cùng mình cũng đã tìm được Kyurem rồi các bạn. Ê, trước mắt thì để mình chinh phục Kyurem cái đã nha. Quầy quầy, mình mà không lảo đảo khúc này chắc không có gặp được Kyurem đâu. Trời ơi. Ok, hơi thở ròng của Zekrom Baby có vẻ làm việc rất là tốt nha. Ủa dạ, Kyurem căng vậy. Không được rồi, chắc phải tung bóng chứa thôi các bạn. Vậy là trường hợp của Kyurem lại giống như là Raudon lần trước đó các bạn. Ừ, xuất hiện mà không có cái thông báo gì trơn à. Cũng hên là cái vùng này cũng nhỏ các bạn, mình lượn lờ vòng vòng một hồi và cuối cùng chúng ta cũng gặp được Kyurem á. Ok, chưa chưa, để mình đổi sang Pokemon khác làm tăng cơ cái đã. Đây, Staka Staka chẳng hạn nè. Tùng tiếp bóng chữa để chinh phục Kyurem thôi các bạn. Cố lên, cố lên. Chỉ cần thành công lôi kéo Kyurem về đội thì chúng ta sẽ có thể kết hợp Kyurem với cả là Zekrom Baby của mình rồi. Háo hức quá các bạn ơi. Quầy. Thử 3 ngày 3 đêm mới được các bạn à. Cuối cùng Kyurem cũng đã về đội của mình rồi. Đi hết đâu đó cỡ 50 mấy trái các bạn ơi. Đâu ta? Kyurem, where are you? À đây đây đây, em đây. Hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với mình các bạn ơi. Vì vừa có Zekrom Baby nha, mà vừa có Kyurem về đội nữa. Và sẽ tuyệt vời hơn nếu như bây giờ mình kết hợp hai Pokemon này lại. Nhưng mà không biết là sau khi kết hợp Kyurem Baby có còn là Baby hay không nha. Ơ kìa. Trời ơi, đang chuẩn bị kết hợp mà. What the heck. Rồi, lại nha. Chuẩn bị. Thành công rồi. Oh, và khi không còn kết hợp thì em vẫn là Baby các bạn ơi. Nice. Wow. Vậy là mình đã thành công kết hợp Kyurem với cả Zekrom và tạo thành cái hình dạng Black Form ha. Quá chiến luôn. Sức mạnh coi. Công 209, thủ 166, công đặc biệt 187, phòng thủ 147. Còn ở cái dạng bình thường thì ôi trời ơi. Ê, tính ra bình thường còn mạnh hơn cái dạng sau khi kết hợp á các bạn ơi. Ừ, các bạn có thấy vậy không? What the heck. Ôi, kết hợp cho ngầu ơi chứ. Bình thường thì dùng đơn lẻ có vẻ là vẫn ok hơn á. Thôi kệ, mới kết hợp thì cũng cho Kyurem ra trận rồi ha.
Vô chiến đấu với Ampharos nào. Ok, Dynamax lên cái nhẹ nha. Rồi. Ủa trời, là mạnh dữ chưa. Xỉu ngang luôn các bạn. Trời đất ơi, Ampharos boss có vẻ là rất là gắt ha. Được đấy, được đấy. Với Kyurem Baby thì sao? Ủa Zekrom Baby thì sao? Ui, cũng knock out luôn các bạn ơi. Không có khinh thường, Ampharos boss legendary được nha. Căng như dây đoạn rồi. Gachom đào hố đi. Và chuẩn bị. Ui, đó. Quá dữ, quá dữ. Ôi trời, sao còn có 6 máu vậy? Ôi xong rồi. Ừ, hên quá. Gachom vẫn kết thúc trận đấu được các bạn ơi. Nice. Vậy là kế hoạch sở hữu Zekrom và Kyurem của mình hôm nay đã thành công rồi. Bây giờ mình sẽ tạm thời đưa đội hình Advance vô trong nghỉ ngơi ha. Và chuyển sang sử dụng đội hình Baby các bạn. Mình đã có 3 Pokemon Baby rồi. Quá đã luôn. À, kết hợp với đó là Scizor nè. Cũng như là Lunala đi. Ok. Nhưng mà đội hình chủ lực vẫn là những Pokemon Baby ha. Ok. Và để xem coi gần đây còn Pokemon gì khác hay không á. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp được. Ê. Ê. Mình gặp lại Kyurem Advance rồi. Wow. Ở cái dạng Advance này sẽ có màu như vậy đó hả? Why? Đẹp thật sự các bạn ơi. Hồi nãy mình gặp dạng boss đã thấy ngầu rồi. Bây giờ gặp dạng thường còn ngầu hơn nữa. Ui còn khiêu chiến với mình luôn kìa. À, cái gì ta. Chưa. Kèo này thì để Zekrom đi. Ok, để Zekrom ra trận các bạn ơi. Ui da. Gắt vậy. Hơi thở rồng nè. Đó, gây tê liệt luôn nha. Quá gắt. Một đòn nữa coi. Có lý các bạn ơi. Có lợi thế rồi. Ui ui, Kyurem Advance cũng phản đòn gắt lắm. Thôi, tới đó đủ rồi. Bây giờ mình sẽ tung bóng chứa. Và chúng ta sẽ chinh phục Kyurem Advance trong ngày hôm nay. Ô mình cứ tưởng là không gặp lại rồi chứ. Dùng băng này quá là tuyệt vời. Ôi, nhưng mà sẽ tuyệt vời hơn nếu như mình bắt được Kyurem nha. Ừ, chứ không bắt được Kyurem Advance là không có tuyệt vời đâu đó. Được đi. Ôi dạ. Chả nhẽ phải dùng Heavy Ball sao ta. Mình thấy kích thước này dùng Heavy Ball chắc cũng tiềm năng đó các bạn ơi. Ừ. Thử coi. Ui, thiệt. Heavy Ball thành công thiệt. Nice. Ừ mà khoan, hồi nãy mình coi Kyurem coi. À, chính xác rồi. Không có thông tin xuất hiện ở đây hàng gì. Khi mà spawn không có thông báo lên các bạn ơi. Ờ, bình thường thì cũng sẽ có thông tin ở đây á. Còn Kyurem thì không có thông tin gì luôn. Báo sao. What the hell. Nhưng mà mình đã có thêm một Kyurem về đội rồi các bạn ơi. Kyurem Advance. Chết thiệt, các bạn thấy Kyurem Advance có mạnh không? Ủa có đẹp không? Mình là thấy cực đẹp luôn á. Ui, em này hình như là băng hỏa hay sao các bạn ơi. Đúng không? Ui thiệt, em mang tới tận 3 hệ lên các bạn. Wow, Pokemon 3 hệ đầu tiên của mình. Ủa sao trong này để có 2 hệ vậy? Nè, khi mình coi thông tin ở trong này nè, là em sẽ mang tới 3 hệ lận nha. Lửa, băng và hệ rồng. Wow. Gắt vậy. Kỹ năng thì quầy, cũng được quá ta. Có hệ rồng, hệ băng nha. Thiếu kỹ năng hệ lửa thôi. Và ủa, em không biết bay các bạn ơi. Em không hề biết bay nha. Ngầu như vậy mà không biết bay các bạn à. Tiếc thật sự luôn á. Vậy thì đi khám phá chắc là mình không cưỡi Kyurem được rồi. Cưỡi Zekrom thì có vẻ là hợp lý hơn nè. Tại Zekrom vừa nhỏ, bay cũng tương đối nhanh nữa. Luồn lách cho nó dễ hết các bạn. Ê, nhưng mà mình nghĩ qua cái chỉ số của Kyurem Advance coi. Tấn công 273. Tấn công đặc biệt thì 278. Sao mình coi chỉ số các bạn, mình cảm giác là Kyurem của Zekrom Baby vẫn hơn nha. Kiểu như Zekrom Baby nhỏ một cái vỏ hay sao các bạn ơi. Ở đây còn có em Pokemon gì đây. Ôi sao giống Pokemon cổ đại quá nhở.
Ừ, hệ đá với hệ băng nè. Ê, giống lắm nha. Trời, cạnh bên còn có boss nữa. Ok, thôi được. Trước mắt là đánh cái đen này trước đi các bạn. Để coi, đây có phải là Pokemon cổ đại không á. Aurorus. Ui, hình như đây là một em Pokemon cổ đại thiệt các bạn ơi. Thôi được rồi. Dynamax cho Kyurem Advance mới về đội của mình. Và để xem coi khi Dynamax lên. Ui, vừa mạnh mà vừa ngầu nha. Thích thật sự các bạn ơi. Chiến này thì lại có thêm một thành viên cộng cán về đội rồi. Ok, cố lên nào Kyurem Advance. Được không? Ui, không đủ để knock out boss các bạn ơi. Ủa, không đủ để knock out Aurorus. Lần này thì knock out rồi. Dạ, gánh tem cực mạnh. Ok, và mình vẫn chưa có Pokemon cổ đại nào hết, nên là lần này được không? Ý, lần này thì được rồi. Yay, nhân phẩm mình lên rồi các bạn ơi. Mình đã có được một Pokemon cổ đại đầu tiên. Để riêng qua một bên mới được. Mười mốt có gì làm đội hình Pokemon cổ đại các bạn ạ. Rồi, tiếp theo sẽ là boss Metacross. Ôi, lần này là cấp Legendary nha. Hồi nãy cấp Epic, bây giờ đã lên thêm một bậc rồi. Căng đây, căng đây. Nhưng mà để coi coi Kyurem Advance. Ui dạ, không đủ sức chống lại Metacross Legendary rồi các bạn ơi. Căng thật rồi. Zekrom Baby thì sao? Phản đòn nè. Ui, cũng không thấm thía lắm. Ù, kèo này có vẻ khó rồi nha. Một xíu nữa chắc là mình phải nhờ tới Siso quá. Rồi luôn, Zekrom teo lại rồi. No, em cũng đã cố gắng tấn công được mấy hit rồi các bạn. Giờ trông cậy vào Siso thôi. Cố lên Siso. Ừ, được không? Ừ, em chịu nổi nha. Em vẫn tăng nổi các bạn ơi. Quá đã. Tiếp tục là Siso nè. Yeah, bữa nay Siso Cyber gánh tem. Ôi, nhưng mà đồ boss cho hơi nghèo. Ừ, chúng ta cũng đã ở cái vùng này rất là lâu rồi các bạn. Mấy ngày trời, nên đã tới lúc để trở về nhà thôi. Hôm nay là một chuyến đi tuyệt vời ha. À, mà trước khi về thì có thể ghé qua đây một cái, coi thử coi có hành nghề được không các bạn. Ui, chìa khóa bằng gỗ mình chưa có các bạn ơi. Không có hành nghề được rồi, trời đất ơi. Xui thôi, xui thôi. Vậy là hôm nay mình đã sở hữu tới tận 2 Kyurem các bạn ạ. Một là Kyurem Advance, hay còn gọi là Kyurem băng hỏa ha. Cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Và bên này là Kyurem Dark Form. Ở hình dạng này thì có vẻ là to hơn á. Và mình thấy hai nhóc Kyurem này, nhóc nào cũng có cái sự ngầu riêng á. Một bên thì đồ sộ cơ bắp, một bên thì kiểu nhìn nó mềm mại hơn, nhưng mà cũng có cái chất ngầu riêng á. Và các bạn thích Kyurem ở dạng nào hơn, hãy cho mình biết ở dưới phần bình luận á. Và hy vọng sắp tới mình sẽ có thêm nhiều thành viên nữa để có thể hoàn chỉnh một cái đội hình Pokemon Advance nè. Còn không là đội hình Pokemon Baby của mình á. Hiện tại đó có 3 thành viên rồi các bạn ạ. Yay, cố lên, cố lên. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bạn nào có nhu cầu mẹp Roblox, Love Root hay là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.